Kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, hôm nay em xin được trình bày một cái đề tài nói lên vai trò của Haemophilus influenza trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì như các anh chị cũng đã biết là những cái yếu tố mà thúc đẩy đợt cấp hiện nay là trên 70-80% là do nhiễm khuẩn theo tác giả Sonsi Celti đăng trong tạp chí Chest năm 2000. Qua một cái nghiên cứu là ông ta làm một cái biện pháp nội soi bảo vệ cái đường hô hấp, thì ông ta nhận thấy ở những bệnh nhân CVD cái thành phần vi khuẩn có thể gây ra nhiễm khuẩn có khả năng sẽ là những cái nhóm vi khuẩn thường gặp nhất là nhóm vi khuẩn điển hình chiếm tỷ lệ 40%, trong đó chiếm ưu thế nhất là Haemophilus influenza. Ngoài ra còn có những cái nhóm vi khuẩn khác như là Moraxella catarrhalis, Staphylococcus pneumoniae hoặc là Staphylococcus aureus. Trong những trường hợp bệnh nặng thì chúng ta có thể gặp những cái loại vi khuẩn như là Pseudomonas aeruginosa hoặc là những cái nhóm vi khuẩn gram âm đồng mắt với lại nhóm vi khuẩn điển hình thì có vai trò của virus. Virus thường là những cái tác nhân dẫn nhập do vô cái tình trạng là nhiễm khuẩn thì chiếm tỷ lệ khoảng là 30%. Trong đó thường gặp nhất là những cái loại siêu vi như là virus cúm influenza hoặc là para influenza, những loại virus hợp bào hô hấp hoặc là adenovirus hoặc là coronavirus. Thì tỷ lệ mà vi khuẩn không điển hình trong những cái bệnh lý của đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chiếm tỷ lệ thấp, chiếm khoảng 10%. Như vậy thì chúng ta đã thông qua những cái yếu tố thúc đẩy đợt cấp. Thì dựa vào những cái mức độ nặng nhẹ của đợt cấp CVD và những cái yếu tố nguy cơ mà người ta có thể dự đoán cái vi khuẩn gây bệnh. Thì trong trường hợp những cái đợt cấp CVD ở mức độ nhẹ hoặc là trung bình, ít yếu tố nguy cơ và cái bệnh nền của bệnh nhân với FEV1 trên 50%, thì những nhóm vi khuẩn thường gặp sẽ là những nhóm vi khuẩn cộng đồng như các anh chị thấy ở đây như là Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus pneumoniae. Những cái nhóm vi khuẩn này thì thường là những cái con vi khuẩn mà không có cái vấn đề đề kháng nghiêm trọng. Tương tự như vậy đối với lại cái nhóm bệnh đợt cấp của CVD mức độ nhẹ tới trung bình, tuy nhiên có nhiều yếu tố nguy cơ hơn, nhưng mà cái bệnh nền thì vẫn là FEV1 trên 50% so với dự đoán. Thì những yếu tố nguy cơ ở đây người ta thường đề cập tới đó là cái tuổi của bệnh nhân, tuổi trên 65 hoặc là bệnh nhân có một cái bệnh đồng thời phối hợp chẳng hạn như là bệnh tim mạch chẳng hạn, và cái điều quan trọng nhất là bệnh nhân có lớn hơn hay bằng 2 đợt cấp trong vòng 12 tháng vừa qua. Thì trong những trường hợp đó thì cái đợt cấp của CVD mức độ nhẹ đến trung bình có thể là những cái nhóm vi khuẩn như là những vi khuẩn cộng đồng. Tuy nhiên những cái nhóm vi khuẩn cộng đồng này đã là những cái nhóm vi khuẩn có cái tính chất đề kháng thuốc cao hơn, ví dụ như là tế cầu kháng thuốc là Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Syndramen retalactamase cổ điển. Trong những trường hợp mà đợt cấp CVD ở mức độ nặng và cái bệnh nền của bệnh nhân trên 30 chỉ nằm trong khoảng từ 30 đến 50% so với dự đoán, và bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, thì chúng ta thấy rằng là ngoài những cái nhóm vi khuẩn như là cái trường hợp vừa rồi thì có thể xuất hiện thêm cái nhóm vi khuẩn gram âm đường ruột. Và tương tự như vậy đối với những trường hợp đợt cấp của CVD rất nặng thì sẽ ưu thế hơn những cái nhóm vi khuẩn gram âm đường ruột hoặc là Pseudomonas aeruginosa. Thì cũng trong cái nghiên cứu này thì tác giả Sonsi Celti cũng đã đăng một cái bài trên tạp chí ATS năm 2004. Và tác giả khẳng định rằng là cái con Haemophilus influenza ngoài vai trò gây bệnh trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó còn là một cái tác nhân thường trú, một cái quần cư thường trú mãn tính trong cái đường hô hấp, và nó chính là một cái thành phần góp nên cái tình trạng gây viêm đường thở mãn tính trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như vậy thì lý do vì sao cái nhóm vi khuẩn này lại là cái tác nhân có thể gây ra tình trạng viêm mãn tính và gây ra những cái tình trạng suy giảm cái chức năng hô hấp của bệnh nhân CVD.
Bởi vì trong thành phần của những cái nhóm vi khuẩn Haemophilus influenza cũng như là một số những cái nhóm vi khuẩn gram âm, thì chúng ta biết đây là những vi khuẩn gram âm, thì trên cái thành tế bào sẽ có một cái lớp gọi là lipopolysaccharide. Thì đây là một cái phức hợp tiền viêm rất là mạnh và dễ dàng sinh ra những cái yếu tố gây viêm như là TNF, NF, alpha, hoặc là những cái yếu tố như là interleukin 1 beta chẳng hạn. Thì những cái yếu tố tiền viêm gây đáp ứng miễn dịch, đó là những cái yếu tố sẽ tạo nên những cái tình trạng sơ hóa những cái tế bào fibroblast ở trên đường thở, và đồng thời nó sẽ kích hoạt một số những con đường viêm, ví dụ như COX-2 hoặc là prostaglandin E2, và nó gây ra cái tình trạng viêm đường phổi, viêm đường hô hấp mãn tính, dẫn đến cái tình trạng mà suy giảm cái chức năng hô hấp của người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhanh hơn. Như vậy, việc điều trị dứt điểm những cái nhóm vi khuẩn Haemophilus influenza hoặc một số những cái nhóm vi khuẩn gram âm thì có một cái vai trò đặc biệt. Ngoài cái vấn đề là chúng ta có thể kiểm soát được đợt cấp, thì nó còn có thể làm giảm cái vấn đề suy giảm chức năng hô hấp trong tương lai của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và vấn đề điều trị này thì như thế nào? Trong cái handbook của cái Hiệp hội Hô hấp châu Âu, cái phiên bản 2019 cũng đã đưa ra một cái statement giống như tác giả Sanjay Celty đã khuyến cáo năm 2004, tức là chúng ta phải điều trị tích cực Haemophilus influenza. Đó là một cái loại vi khuẩn thường gặp trong những cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nhiễm khuẩn. Và cái kháng sinh ưu tiên chọn lựa ở đây vẫn là ưu thế là nhóm amoxicillin clavulanate. Thì chúng tôi trích xuất một cái bảng, anh chị thấy ở đây là trong trường hợp đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở những người có chức năng hô hấp cũng còn tương đối tốt, ví dụ như FEV1 trên 50% ở mức độ từ nhẹ đến trung bình, thì chúng ta thấy vi khuẩn ở đây hàng đầu vẫn là Haemophilus influenza. Và ở những nước Âu Mỹ thì người ta khuyến cáo sử dụng những cái nhóm amoxicillin hoặc tetracycline trong những cái trường hợp ở những vùng không có cái mức độ cao của đề kháng, nhưng ở những vùng có mức độ cao của đề kháng thì người ta khuyến cáo là nên sử dụng amoxicillin phối hợp với lại acid clavulanic. Tương tự như vậy, trong trường hợp đợt cấp của những bệnh nhân có cái bệnh nền CVD tương đối nặng, tức là FEV1 dưới 30%, thì chúng ta thấy ngoài sự xuất hiện của nhóm vi khuẩn gram âm thì hàng đầu ở đây vẫn là những cái nhóm vi khuẩn như là Haemophilus influenza. Và trong những trường hợp này như đã trình bày ở trên, thì nhóm vi khuẩn này trong những cái trường hợp mà cái mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó đã diễn tiến nặng rồi, thì cái nhóm Haemophilus influenza này sẽ sinh ra cái men beta lactamase phổ điểm, và cái kháng sinh hàng đầu ở đây được chọn lựa sẽ là amoxicillin clavulanate. Trong cái textbook của cái Respiratory and Critical Care Infection thì người ta cũng nói về vấn đề này rất là rõ. Rất là nhiều tác giả trên thế giới cũng đã đưa ra cái yếu tố nguy cơ nhiễm Pseudomonas cũng như là nhiễm Haemophilus influenza. Và tương tự như vậy, cũng tùy theo cái mức độ nặng của FEV1 trên 50% hoặc là dưới 50%, thì nếu trên 50% thì cái nhóm vi khuẩn thường gặp của chúng ta cũng là Haemophilus influenza, và cái đề nghị điều trị ở đây cũng sẽ là những cái nhóm như là amoxicillin hoặc là amoxicillin phối hợp với lại acid clavulanic. Và những đối tượng có FEV1 nhỏ hơn 50% thì có yếu tố nguy cơ cao nhiễm Pseudomonas aeruginosa, thì cái việc điều trị có thể sử dụng đầu tay những cái nhóm kháng sinh, ví dụ như là fluoroquinolone hoặc là những cái nhóm có thể chống lại Pseudomonas, ví dụ như cefepime, cetazidin, piperacillin, tazobactam, imipenem, v.v. Tình hình vi khuẩn trong cái đợt cấp của CVD ở tại Việt Nam thì như thế nào? Trong nghiên cứu review năm 2016 đến 2017 thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà vi khuẩn tác nhân gây bệnh trong đợt cấp của viêm phổi hoặc là những cái trường hợp CVD phải nhập viện thì Haemophilus influenza cũng chiếm tỷ lệ khoảng là 17,05%. Và những cái nhóm vi khuẩn này, vấn đề về kháng sinh đồ ở tại Việt Nam thì như thế nào? Thì theo nghiên cứu SWA được thực hiện vào năm 2016 đến 2018 ở một số nước của cái vùng
Đông Nam Á, ví dụ như là Việt Nam, Cambodia, Singapore, Philippines, thì những cái nghiên cứu này ta thấy là dựa trên những cái thang điểm chuẩn như là CSI hoặc là ACAS thì Haemophilus influenzae có cái MIC đối với lại một số những cái loại kháng sinh như anh chị thấy ở trên bảng ở đây. Thì đối với nhóm amoxicillin savolanate, Haemophilus influenzae được định nghĩa là nhạy cảm khi cái MIC của nó là dưới dưới 4. Tương tự như vậy đối với thang điểm ERCAS cũng cũng như vậy, hoặc là đối với lại cái chuẩn của PKPD thì cũng là từ 2 cho tới 4. Và cái kháng sinh đồ đối với lại cái nhóm vi khuẩn Haemophilus influenzae thì các chị thấy ở đây là 67% Haemophilus influenzae ở tại Việt Nam có sinh ra men beta-lactamase, và phần trăm nhạy cảm theo CSI đối với lại cái nhóm vi khuẩn này thì các chị thấy ở đây là đối với lại Haemophilus influenzae thì cái phần trăm nhạy cảm đối với Amoxicillin là 95,5%, nó sẽ cao hơn rất là nhiều đối với một những cái nhóm kháng sinh mà chúng ta cho rằng là nó tốt đối với vi khuẩn gram âm, ví dụ như là Cetirizine, thì cái tỷ lệ nhạy cảm đối với lại Haemophilus influenzae đối với kháng sinh này chỉ là 70,8%, và đối với levofloxacin chỉ là 59,6%. Và cái vai trò diệt khuẩn của nhóm beta lactam nó sẽ đạt được hiệu quả tối đa khi mà cái thời gian cái nồng độ thuốc trên cái nồng độ MIC của vi khuẩn là trên 40% trong những cái trường hợp mà như là những cái nhóm vi khuẩn như là Haemophilus influenzae. Và làm thế nào để chúng ta tối ưu được cái điều điều này thì chúng ta phải có thể là tăng liều thuốc, tăng cái số lần sử dụng thuốc, và với cái dạng phóng thích kéo dài cũng như là những cái dạng khác của amoxicillin savolanate thì các anh chị thấy ở đây cái MIC của cái con vi khuẩn Haemophilus influenzae hiện tại ở Việt Nam là nằm trong khoảng từ 2 cho tới 4 microgram trên ml. Thì cái nồng độ với cái nồng độ ức chế tối thiểu này thì chúng ta có thể sử dụng cái liều amoxicillin như thế nào để cho phù hợp. Thì các anh chị thấy ở đây là trong cái khoảng từ 2 tới 4 microgram thì chúng ta có thể sử dụng cái đường màu vàng này, tức là chúng ta có thể sử dụng amoxicillin savolanate với liều là 870 mg, và với cái đường màu thì chúng ta có thể sử dụng cái liều là 875 mg amoxicillin. Và do cái việc mà vi khuẩn sinh ra men beta-lactamase thì chúng ta có thể kết hợp thêm với lại axit clavulanic, và cái liều thích hợp nhất hiện nay đối với lại Haemophilus influenzae ở tại Việt Nam với 67% khả năng là có thể sinh ra men beta-lactamase đó là chính là liều amoxicillin 875 trên 125 hai lần uống một ngày. Và tương tự như vậy chúng ta thấy là theo hướng dẫn của Bộ Y tế gần đây nhất vào năm 2018 thì người ta cũng chia ra làm hai mức độ nặng hoặc nhẹ của đợt cấp của CVD, và trong những cái trường hợp mà bệnh phổi tắc nghẽn mức độ trung bình và nặng cần phải sử dụng kháng sinh. Trong những trường hợp không có biến chứng hoặc là có biến chứng thì do cái vai trò của Haemophilus influenzae rất là cao trong các cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta cũng khuyến cáo nên sử dụng amoxicillin savolanate. Chúng tôi có một số những cái kết luận là Haemophilus influenzae là vi khuẩn cùng cư khá là phổ biến trên những cái bệnh nhân có cái tình trạng tổn thương cấu trúc phổi, và đây là một trong những cái con vi khuẩn dễ dàng trở thành những cái con vi khuẩn gây bệnh lâu dài, làm suy giảm chức năng hô hấp của bệnh nhân CVD thông qua những yếu tố gây viêm mãn tính. Và theo những cái nghiên cứu vi sinh ở tại Việt Nam thì phần lớn Haemophilus influenzae tại Việt Nam thì sinh ra men beta-lactamase, và mức cái mức độ nhạy của cái vi khuẩn này đối với các cái nhóm kháng sinh theo trình tự từ cao đến thấp là amoxicillin là 95,5%, cetirizine là 70,8% và levofloxacin là 59,6%. Và Haemophilus influenzae thì cái MIC của con vi khuẩn này đối với nhóm beta-lactam thường thấp, nhỏ hơn là 4 microgram trên ml, nên cái việc sử dụng amoxicillin trong những trường hợp này chúng ta cũng chỉ cần sử dụng cái chế độ liều là từ 1,5 cho tới 2 gram một ngày, khác với trường hợp đối với tế cầu
ở tại Việt Nam thì thường là phải sử dụng cái chế độ liều cao hơn là từ 3 tới 4 gram. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý đồng nghiệp.